Hòa trong không khí hân hoan kính mừng Phật Đản, Phật lịch 2568, dương lịch 2024, ngày 7 tháng 5, tức ngày 29 tháng 3 năm Giáp Thìn, Chùa Vạn Phúc, thôn Đoài, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tổ chức khóa tu kính mừng Phật Đản, đồng thời tổ chức phần thi giáo lý cấp cơ sở cho gần 200 cư sĩ Phật tử lớp Hoằng Pháp Viên khóa 2. Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó Ban Trị sự, kiêm trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, trụ trì Chùa Vạn Phúc. Thượng tọa Thích Chí Thuần, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Hoằng Pháp Trung ương khu vực phía Bắc, Phó Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng Chư Tôn Đức Tăng, lớp đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc. Đúng 8 giờ, ban nghi lễ đã cung dức Chư Tôn Đức quang lâm nơi Đại Hùng Bảo Điện, niềm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam Bảo, cầu nguyện cho khóa tu được thành tựu viên mãn. Trước khi bắt đầu vào ngày tu tập, các Phật tử đã được lắng nghe quý thầy đại diện cho ban tổ chức thông qua chương trình tu học trong một ngày an lạc với những nội dung như thi giáo lý, tụng kinh, pháp đàm, thiền hành, vân vân. Đặc biệt, buổi tối sẽ là khóa lễ tụng kinh Pháp Hoa thông tiêu của đại chúng. Đại diện Phật tử đối trước Chư Tôn Đức dâng lời phát nguyện tu học tinh tiến. Sau đó là chương trình thi giáo lý về lịch sử cuộc đời Đức Phật, với phần quà là những chuỗi vòng đeo hình Đức Phật mang lại niềm hỷ lạc cho đại chúng. Đặc biệt, 10 Phật tử có điểm số cao nhất sẽ được Thượng tọa trụ trì trao tặng những bức thư pháp vô cùng ý nghĩa. Đây chính là phần thi cấp cơ sở, làm tiền đề chuẩn bị cho hội thi giáo lý cấp thành phố do Ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, diễn ra vào ngày 5 tháng 4 năm Giáp Thìn sắp tới, tại Chùa Đại Từ Ân, thị trấn Phủng, huyện Đan Phượng. Phần thi giáo lý đã khép lại buổi sáng tràn đầy an vui, thắm tình đạo vị.